Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái đôi bao tay hở ngón xinh xắn và đơn giản như thế này. Đây là mặt trong ha. Và đây là mặt ngoài nè. Mẫu này khi các bạn mang vào trong tay nó sẽ hở ra bốn đầu ngón tay cũng như là đầu ngón cái nè. Và cái mẫu bao tay này nó cũng thuận tiện khi các bạn sinh hoạt ha và nó cũng giữ ấm được cho cái lòng bàn tay của mình nè. Đây. Mặt trong này ha mặt ngoài để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng len miêu cốt tông của 125 gram sợi len của mình là mát s và chữ đỏ nè độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm kim móc thì mình sử dụng kim 3.5 mm những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim mà các bạn đang có so với sợi len thì khi đưa vào so sánh nè đầu kim của mình nó sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 ha mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn và ngoài ra còn có kiểu cắt len nè Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi nè tùy vào size mà các bạn đang móc ha các bạn sẽ móc lên cho mình một cái xích đầu tiên sao cho cái xích này khi mà mình vòng một vòng mà nó sẽ ôm sát được cái phần ngón tay ha và chính giữa của cái kẻ tay này nè thì đối với mẫu này mình sẽ gây nên là 30 mũi móc xích 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 và 30. Khi được 30 mũi móc rồi nè, các bạn nối cho mình hai đầu lại. Ta quấn quanh vào một nửa của ngón tay nè, thì nó sẽ có cái độ vừa phải, độ rộng vừa phải để mình có thể ôm sát được vào bốn ngón tay ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại hai đầu. Để nối lại hai đầu để ý cho mình, đây là mặt của cái hàng mũi xích nè. Đây thì canh chỉnh cho mình cái mặt này. Đến cái đầu còn lại rồi thì đâm kim vào chân đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Từ đây gây nên hai mũi xích. 1 và hai Ta sẽ có được một cái độ rộng. Và độ rộng này khi mình mang vào tay nè, nó sẽ giúp mình ôm sát được vào chính giữa của bốn ngón tay ha. Và nó cũng tạo ra được cho mình 30 chân móc cho cái hàng móc tiếp theo. Thì hàng móc tiếp theo mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn và mỗi chân móc chân đầu tiên nè là chân mình vừa móc mũi dời ha móc một mũi kép đơn sau đó tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba vào chân móc thứ ba khi móc lưu ý giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc nha để ta cắt len không phải giấu len nhiều móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được ha sau khi các bạn đã móc đến cuối vòng thì kết thúc vòng này ta sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha móc lên hai mũi xích đây có được một cái độ rộng nè khi mình mang vào trong tay nó sẽ có cái độ rộng rãi và thoải mái ôm sát được bốn ngón tay ha thì cách tăng giảm sai cũng vậy các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên sao cho ôm sát với cái đầu ngón tay là được ở hàng móc tiếp theo mình sẽ tạo cái họa tiết cho cái bao tay của mình. Thì để tạo họa tiết này mình sẽ móc mũi ngoặt trong và mũi ngoặt ngoài xen kẽ. Ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài trước ha. Thì đối với cái chân móc đầu tiên nè của cái mũi kép đơn phía dưới, đây là chân móc đầu tiên. Thì thay vì móc vào chân móc các bạn sẽ đưa cho mình cái thân chân móc này lên trên kim. Đây, cho cái thân chân móc này nằm trên kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Ta sẽ có được một mũi ngoặt ngoài nè, cái mũi móc của mình nó sẽ lồi lên ha. Thì tiếp theo xen kẽ là mũi ngoặt trong. Mũi ngoặt trong khác với mũi ngoặt ngoài là thay vì các bạn đưa cho mình cái thân chân móc này lên trên kim. Ta sẽ không đưa thân chân móc lên trên kim mà các bạn đưa kim xuống phía dưới. Sau đó mình sẽ đẩy cái thân chân móc này xuống dưới kim. Khi ta úp lại nè thì nó sẽ nằm ở trên kim ha. Khi mình lật lại nè, nó sẽ nằm ở dưới kim, móc vào một mũi kép đơn. Ta sẽ có được một mũi ngoặt trong. Đây, cái mũi của mình nó sẽ nằm ở bên dưới ha. Tiếp tục làm một mũi ngoặt ngoài nè. Lấy len và đưa thân chân móc kế bên lên trên kim, móc vào một mũi kép đơn. Ta có được mũi ngoặt ngoài nè. Xen kẽ là mũi ngoặt trong, đẩy cái thân chân móc kế tiếp xuống dưới kim, móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục là mũi ngoặt ngoài ha. Mũi ngoặt trong. Mũi ngoặt trong thì khó hơn, nó sẽ dễ bị vướng lên ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng ta sẽ có được những cái đường gân nổi lên bên trên như thế này. Thì kết thúc vòng này các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của cái mũi đầu tiên. Mũi đầu tiên của mình là cái mũi ngoặt ngoài nè. Đâm kim vào chân móc của mũi ngoặt ngoài đó, móc vào đây một mũi dời. Sau đó tiếp tục móc lên hai mũi xích. Hàng móc thứ ba mình sẽ dựa vào hàng móc thứ hai. Hàng móc thứ hai nè, cái mũi tiếp theo nó là mũi gì thì mình sẽ móc bên trên là mũi đó ha. Đây, như là cái mũi đầu tiên mình móc mũi ngoặt ngoài nè Thì sẽ đưa thân chân móc ngoặt ngoài lên kim sau đó móc vào đây một mũi ngoặt ngoài Mũi tiếp theo là mũi ngoặt trong Thì đưa thân chân móc ngoặt trong xuống dưới Móc vào đây một mũi kép đơn để thành ngoặt trong Sau đó tiếp tục xen kẽ ha Thân chân móc ngoặt ngoài thì móc mũi ngoặt ngoài Còn thân chân móc ngoặt trong thì móc mũi ngoặt trong Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng nè thì cái đường gân của mình nó sẽ có cái độ dài ra hơn ha các bạn sẽ móc cho mình tới đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ngoặt ngoài thì ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài còn thân mặt trong thì móc mũi hoặc trong móc cho mình cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn mang cái phần thân bao tay này vào trong tay nè thì nó sẽ có cái độ dài từ giữa của ngón tay cho đến kẻ của ngón cái với lòng bàn tay ha là đến đây nè đối với size này mình móc lên tổng cộng là 8 hàng móc thì kết thúc hàng thứ 8 này cũng đâm kim vào chân của cái mũi đầu tiên móc vào một mũi dời sau đó lên một xích đây các bạn xiết cho mình cái xích nhỏ lại nhé khi mình mang cái thân bao tay này vào trong tay nè nó đã có được một cái độ cao từ giữa của ngón tay cho đến chính giữa kẻ của ngón cái với lòng bàn tay thì bây giờ mình sẽ tạo một cái khoảng trống để luôn cái ngón cái vào các bạn sẽ đưa cho mình cái xích mà mình kết thúc ở cái phần thân nè đưa vào áp sát với ngón cái đây cái điểm này nó sẽ áp sát với ngón cái rồi ha thì ở chính giữa của cái kẻ giữa ngón cái với lòng bàn tay á Các bạn sẽ đếm cho mình cái khoảng này nằm trong tầm khoảng bao nhiêu mũi móc ha Đối với mẫu này của mình nó nằm trong tầm khoảng 3 mũi móc nè Cái kẻ này nó có cái chiều rộng là 3 mũi móc ha Thì các bạn sẽ trừ cho mình ra 3 mũi móc này sau đó mình sẽ tạo một dây móc xích làm sao cho cái sợi dây móc xích này nó có thể ôm sát được vào trong cái ngón cái là được ha thì đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 10 mũi móc xích 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 có được 10 mũi rồi nè cái khoảng cách của cái độ rộng giữa ngón cái với cái bàn tay ha của mình là 3 mũi móc thì các bạn sẽ chưa cho mình ra 3 mũi móc đâm kim vào chân thứ tư móc vào đó một mũi dời sau đó gây nên 2 mũi xích đây thì lúc này khi ta mang vào trong tay nè, nó sẽ tạo cho mình được một cái khoảng để mình có thể luồn ngón cái vào bên trong ha. Đây, ngón cái của mình nó sẽ dễ dàng vận động nè. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới. Để móc thân dưới thì cũng tương tự giống như cái phần thân trên nè. Mũi mà mình gặp đầu tiên là mũi gì thì bây giờ mình sẽ móc cái mũi đó ha. Thì mũi đầu tiên của mình nè, mũi ngoặt trong móc cho mình vào cái mũ ngoặt trong đó ha đưa thân chân móc xuống dưới kim móc vào đây một mũ ngoặt trong nè sau đó tiếp tục xen kẽ là mũ ngoặt ngoài tiếp là mũ ngoặt trong ha mũ ngoặt ngoài nè móc tương tự cho mình cho đến cái đầu này Sau khi đã móc được đến cái khoảng mà mình chưa ra luôn ngón cái rồi nè Thì lúc này ở đây nó sẽ không có mũi ngoặt trong và mũi ngoặt ngoài Nó chỉ có chân của mũi xích Thì các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi kép đơn Thì chân đầu tiên ta sẽ đâm kim vào chân tay móc mũi dời kết thúc Tức là cái chân của mũi dời ha, kết thúc phần phía dưới Móc vào đó cho mình một mũi kép đơn trước Sau đó di chuyển kim đến các cái chân xích này Mỗi chân là một mũi kép đơn ha ta sẽ có 10 mũi kép đơn cho 10 chân móc nè. Sau khi đã móc cho đến cuối vòng, tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Sau đó lên hai mũi xích, Hàng thứ hai tính từ cái đầu ngón cái này nè, các bạn cũng làm tương tự cho mình. Tức là thân chân móc như thế nào thì mình sẽ móc cái mũi đó ha. Mũi ngoặt trong nè, tiếp tục là mũi ngoặt ngoài. Tiếp là mũi ngoặt trong, móc tương tự cho mình cho đến đầu này. Khi móc đến đầu này rồi, lúc này mình có các cái thân chân móc của mũi kép đơn. Thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái mũi mình vừa móc cuối cùng ở đây mũi mình vừa móc cuối cùng là ngoặt trong cho nên bây giờ mình sẽ móc xen kẽ ngoặt ngoài sau đó tiếp tục là ngoặt trong tiếp là ngoặt ngoài ngoặt trong móc tương tự cho mình cho đến cuối hèn ha tương tự cho đến cuối móc đến cuối vòng rồi tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên hai mũi xích kết thúc hai hàng móc ở cái phần ngón cái rồi nè thì khi các bạn mang vào cho mình trong tay cái phần tay của mình nó sẽ cử động được thoải mái ha để ý cho mình nè từ cái phần ngón cái này cho đến cái cổ tay á thì cái bàn tay của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái bao tay của mình nó ôm sát được vào tay ha thì đây là chiếc bao tay bên trái ha nó cũng có cái độ bo ôm lại nè đây giảm mũi đây là lòng bàn tay ha đây là họa tiết giảm mũi nè tạo ra được một chiếc bên trái thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chiếc bên trái trước để tạo ra được chiếc bên trái thì đơn giản hơn ha Thông thường thì ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của mỗi vòng móc. Nhưng mà lúc này chân móc đầu tiên của mình là mũi ngoặt trong nè. Các bạn sẽ không móc vào cái chân đầu tiên mà mình bỏ qua chân đầu tiên luôn, móc vào chân thứ hai. Chân thứ hai của mình là mũi ngoặt ngoài. Nên ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài nè. Sau đó tiếp tục xen kẽ là mũi ngoặt trong. Tiếp là mũ ngoặt ngoài. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Móc đến cuối vòng rồi nè, đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó lên hai xích. Tiếp tục ha, bỏ một chân móc đầu tiên, thì chân móc đầu tiên là mũi ngoặt ngoài, bỏ qua ha, không móc vào chân này, mà chân tiếp theo là chân mũi ngoặt trong nè, móc cho mình vào chân mũi ngoặt trong này một mũi ngoặt trong. Sau đó làm tương tự, mũi ngoặt ngoài xen kẽ với mũi ngoặt trong tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Tức là mỗi vòng móc của mình nó sẽ giảm đi một mũi móc ha. Móc cho mình cho đến khi cái chiều dài của bao tay khi mình mang vào. Tất cả các hàng móc các bạn đều giảm cho mình một mũi móc cho đến khi mình đạt được đến cái phần cổ tay là được ha. Mỗi hàng móc cứ giảm một mũi móc nè, cho đến khi đạt được cái chiều dài tới cái phần cổ tay. Sau khi móc thêm nhiều hàng móc nè Cái đầu ngón cái mình che lại bên dưới không tính ha Thì cái lòng bàn tay của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại Để mình có thể ôm sát đến cái phần cổ tay Mặt trên của nó, cái đường gân nó sẽ thẳng chứ nó không có bị gãy ha Đây, thẳng nè Còn mặt trong thì bị gãy khúc nè Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chiếc còn lại Đối với chiếc còn lại thì cũng móc cho mình cho đến hai hàng móc ở ngón cái rồi Hàng thứ ba thì mình sẽ tiến hành giảm mũi thì hàng giảm mũi chiếc đầu tiên mình giảm ở cái điểm đầu tiên Thì chiếc còn lại giảm cho mình ở cái điểm đối diện với nó ha Lúc này mình sẽ móc đều Ta không giảm mũi ở điểm đầu tiên nữa Thì mình sẽ có mũi ngoặt trong nè Không giảm mũi ở điểm đầu tiên ha Sau đó là ngoặt ngoài nè Tiếp tục ngoặt trong Sau đó là ngoặt ngoài Cứ móc tương tự như vậy cho mình cho đến cái điểm đối diện thì cái điểm đối diện của nó là chính giữa của ngón cái với lòng bàn tay còn lại nè Thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái mũi ngoặt trong Nằm chính giữa của ngón cái với bàn tay ha Móc cho mình mũi ngoặt ngoài kế bên Sau đó ta sẽ bỏ cái mũi ngoặt trong Nằm chính giữa của ngón tay cái với lòng bàn tay nè Bỏ qua cái mũi ngoặt trong và móc tiếp mũi ngoặt ngoài Tức là lúc này mình sẽ có hai mũi ngoặt ngoài liên tiếp với nhau Các chân còn lại thì móc đều cứ móc xen kẽ ngoặt trong sau đó là ngoặt ngoài ha móc đến cuối vòng tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên hai xích hàng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự nè tức là các cái mũi đầu tiên ta sẽ không bỏ qua cứ móc cho mình ngoặt trong sau đó là ngoặt ngoài xen kẽ ha móc tương tự cho mình cho đến cái điểm mà ta có hai mũi mặt ngoài liên tiếp thì đến cái điểm có hai mũi mặt ngoài liên tiếp rồi nè lúc này các bạn sẽ bỏ qua cho mình một mũi mặt ngoài trong hai cái mũi mặt ngoài liên tiếp này thì để bỏ qua một trong hai mũi này để ý cho mình nè ở cái chiếc mà mình tạo đầu tiên á cái đường gân mà đứt gãy nó sẽ nằm ở phía lòng bàn tay chứ nó không có nằm ở ngón cái ha ngón cái của mình nó thẳng nè thì đây hai cái đường gân này cái đường gân ta bỏ qua là đường gân đầu tiên ha đường gân thứ hai móc cho mình vào đường gân thứ hai đó mũ ngoặt ngoài tiếp tục thêm kẽ là ngoặt trong sau đó là ngoặt ngoài ha khi ta đặt cái bàn tay xuống dưới nè thì để ý cái đường gân ở cái lòng bàn tay nó sẽ bị đứt quãng còn đường gân ở ngón cái nó sẽ không bị đứt ha móc cho mình đến cuối vòng sau đó thêm cái hàng móc cho đến cái điểm nằm chính giữa cái đường gân gãy này nè đến đây ha khi móc tiếp đến cái đường gân gãy ở đây rồi thì các bạn tiếp tục để ý cho mình nè. Đây là cái đường gân đứt gãy nè. Trên nó là một mũi ngoặt trong. Ở mũi ngoặt trong này nó sẽ có hai cái mũi ngoặt ngoài. Hai mũi ngoặt ngoài ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình mũi ngoặt ngoài đầu tiên nè. Ta sẽ bỏ qua cái mũi ngoặt trong nằm thẳng với cái đường gân đứt gãy đó. Sau đó móc vào cái chân mặt ngoài kế bên, một mũi ngoặt ngoài ha như vậy là ở đây mình cũng có hai mũi ngoặt ngoài liên tiếp với nhau nó tương tự giống như cái hàng ở bên trên nó ha đây tương tự như hàng này nè thì móc cho đến kết thúc vòng này tiếp tục thêm một vòng nữa cứ cái hàng nào mà ta thấy hai mũi ngoặt ngoài liên tiếp với nhau thì bỏ qua mũi ngoặt ngoài đầu tiên móc vào mũi ngoặt ngoài thứ hai còn đến cái hàng tiếp theo xen kẽ là mũi ngoặt ngoài ngoặt trong và ngoặt ngoài ngoặt trong nằm thẳng hàng với cái đường gân đứt gãy ta sẽ bỏ qua ha Móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được cái chiều cao Từ cái phần uh, đầu của bao tay Cho đến khi đạt được cái chiều cao đến cổ tay là được Đến cổ tay nè Đối với size này mình đã móc tổng cộng là 9 hàng móc Tính từ cái lúc mà ta bắt đầu chiếc cái ngón cái ha Đi xuống tới phần cổ tay nè Đây là cái đường gân đứt gãy ha Áp vào nè thì nó sẽ tạo ra cho mình hai chiếc trái và phải nè đây là mặt trong của tay ha cái đường gân đứt gãy nằm bên trong nè và mặt ngoài thì các cái đường gân nó sẽ nằm thẳng chứ nó không có bị đứt gãy ha thì lúc này đến cái phần cổ tay rồi nè kết thúc cái hàng này các bạn móc cho mình một mũi dời vào chân này sau đó gây nên hai mũi xích từ cái hàng móc tiếp theo thì cũng đơn giản hơn ha khi các bạn mang cái bao tay này vào trong tay nè thì từ giữa ngón tay cho đến chính giữa của kẻ tay ngón cái nè Nó đã ôm sát vào lòng bàn tay rồi Từ đây tiếp tục bo xuống cổ tay rồi ha Nó sẽ tạo ra cho mình được một cái khoảng vừa với cái phần cổ tay rồi Thì các hàng móc tiếp theo mình sẽ móc đều và không giảm mũi nữa Cứ cái mũi ở hàng bên trên nó là mũi gì thì mình sẽ móc hàng bên dưới là mũi đó Mũi ngoặt trong nè Mũi ngoặt ngoài móc xen kẽ cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ta sẽ không giảm mũi ha móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao từ giữa ngón tay cho đến cái phần cổ tay qua cái phần cổ tay một chút ha có thể che được đến mắt cá hoặc là tùy vào sở thích của các bạn các bạn muốn nói dài bao nhiêu thì cứ móc đều bấy nhiêu là được ha sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc đều nhau thì tiếp tục viền cho mình một hàng mũi đơn ở phần cổ tay cho cái mũi móc của mình nó được uh, cố định nè Chiều dài của bao tay từ giữa ngón tay đến cái phần cổ tay nè, đã vừa phải rồi ha. Thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình các cái hàng mũi đơn cho phần ngón tay của mình. Ngón tay cái ha. Đây. Thì để có thể dễ dàng nhìn thấy được mũi móc hơn, thì đầu tiên các bạn sẽ gặp cho mình cái phần bao tay mà mình trùm bốn ngón lại. Gặp vào bên trong nè. Thì lúc này ta sẽ có được những cái chân móc của cái phần ngón cái đưa cho mình sợi len ra phía sau, chưa một đoạn len vừa đủ dài để mình giấu len vào trong mũi móc. Đâm kim vào cái chân móc nối. Giữa bàn tay với lại ngón cái ha, sau đó móc vào đây một xích nè. Lần lượt móc vào các cái chân móc mỗi chân làm một mũi móc đơn. Khi móc lưu ý giấu luôn cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Cứ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại nè móc cho đến hết cái vòng này sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ta không tăng cũng không giảm mũi ha cho đến khi đạt được cái chiều cao che được một nửa của ngón cái là được ha khi mang vào nè nó sẽ hở ra một nửa còn lại của đầu ngón cái hoàn tất thì đây sẽ là mặt ngoài nè mặt trong thì đường gân đứt gãy nó sẽ nằm bên trong chiếc còn lại khi mang vào nè Mặt trong cũng có cái đường gân đứt gãy ha, hai bên nó sẽ đối xứng với nhau và đây là mặt ngoài nè. Các cái đường gân của mình nó sẽ thẳng hàng với nhau, nó không có bị đứt gãy. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một đôi bao tay hở ngón xinh xắn và đơn giản như thế này. Chúc các bạn thành công.